Giới khoa học nhận định rắn độc Monga khác biệt hoàn toàn với các loài rắn độc khác trên thế giới. Chúng tấn công con người khi đang ngủ say. Điều này rất đáng sợ và nguy hiểm. Rắn Monga là loài rắn độc trên cạn lớn nhất nước Úc. Mặc dù không có nọc độc mạnh như rắn tai ven nội địa Úc, nhưng Monga lại sở hữu lượng nọc độc trong mỗi cú cắn nhiều hơn bất cứ loài rắn nào trên thế giới. Trung bình, cứ mỗi cú cắn của rắn Monga, nó sẽ tiết ra 150mg nọc độc. Trong khi các loài rắn khác như rắn hổ, trung bình tiết từ 10-40mg nọc độc. Vết cắn của rắn Monga gây đau đớn cực lớn, có thể phá hủy các tế bào máu, gây độc tế bào, gây độc cho cơ và cũng gây độc thần kinh. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã phân tích 27 trường hợp bị rắn Monga cắn. 10 trường hợp bị cắn xảy ra khi con rắn chủ động tấn công con người, 7 trường hợp xảy ra khi đang ngủ say. Các tác giả nghiên cứu cho biết họ không rõ tại sao những con rắn Monga cắn người đang ngủ. Họ suy đoán rằng trong buổi đi săn chuột đêm, chúng vô tình đụng độ con người và chủ động tấn công để phòng thủ. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác khiến các nhà khoa học lo ngại hơn. Đó rất có thể là loài rắn độc trên cạn lớn nhất nước Úc này bị cuồng bởi thân nhiệt nóng từ cơ thể đang ngủ say của con người. Có thể chúng đã mất vị giác với lời gặm nhấm và muốn thử gì đó ngon hơn. Phần lớn các trường hợp rắn Monga tấn công con người trong tự nhiên đã được nghiên cứu xảy ra từ giữa tháng 12 tới tháng 3. Khi thời tiết nước Úc ấm hơn, 80% nạn nhân là nam giới. Mặc dù có tên gọi là rắn nâu vua, nhưng Monga là một thành viên của chi rắn đen Cyrenchis. Một con rắn Monga trưởng thành có thể dài từ 2-3 mét, nặng 6kg. Chúng có cái đầu lớn hơn và má phần to. Rắn Monga ở miền Nam thường nhút nhát và chịu nằm yên một chỗ, trong khi Monga ở miền Bắc thì dễ bị kích động khi bị làm phiền hoặc cảm thấy đe dọa. Khi đó chúng sẽ rít lên thành tiếng lớn, nâng thân người lên cao như rắn hổ mang, đầu chuyển động linh hoạt và sẵn sàng tấn công kẻ thù.